Ngay lưỡng trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 1, 2022, nhằm 24 âm lịch năm Tân Sửu. Như vậy là không còn mấy ngày nữa là đến Tết năm Nhâm Dần. Tại thành phố San Jose, có những khu shopping, đa số cơ sở thương mại là của người Mỹ gốc Việt như khu Lion, khu Grand City Mall, Vietnam Town, Việt Dân. Binh sĩ lên đàn chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, đừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có cả kẻ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà mùa xuân quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương. Đặc biệt tại History Park, một hội chợ Tết với chủ đề văn hóa và nhân quyền đã được các thiện nguyện viên đứng ra tổ chức. Chúng tôi ghi nhận những hình ảnh như sau. Cả nét chấm pha tô lên đời mới, bàn hơi vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày máu sớm thôi vương rơi, thấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ kính thưa quý vị, Nghe Lữ đang có mặt ở tại History Park ở trước View Museum. Thưa quý vị, xuân Nhâm Dần 2022 không còn mấy ngày nữa đến, thì kính thưa quý vị, mời quý vị nghe lời chúc xuân của cựu đại tá Vũ Văn Lộc. Ông có cái bút hiệu là Giao Chỉ, và kính mời cựu đại tá Vũ Văn Lộc, bút hiệu là Giao Chỉ, kính ông xin vui lòng gửi những cái lời chúc xuân Nhâm Dần đến với đồng bào trong và ngoài nước, thưa ông. Vâng, chào anh Nghe Lữ, xin chào toàn thể quý vị đồng hương. Tôi rất là hân hạnh còn sống đến ngày hôm nay, trải qua nhiều những chuyện, rất là vui mừng đón cái mùa xuân năm nay. Và tôi cũng đóng góp với các anh chị em hội Tết ở trong cái khu vực của History Park San Jose, là nơi mà gọi là Việt Museum đã đồn trú được gần 20 năm. Tôi cũng xin thưa rằng là chúng tôi có đặt ra một cái danh từ mà người gọi là xuân văn hóa, Tết nhân quyền. Chúng ta nói đến Tết nhân quyền là một cái điều rất là quan trọng, là vì trong mấy chục năm vừa qua
chúng ta có tổ chức Tết nhưng mà chưa bao giờ đặt những cái tên là Tết nhân quyền để hướng về những anh em đấu tranh trong vòng nửa thế kỷ, đấu tranh những từng người một chống lại một chế độ để xây dựng nền dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam trên con đường chiến đấu rất là cô đơn. Chúng tôi lại thêm một nữa là chúng tôi đề chữ Xuân Văn Hóa, là ước mong rằng cộng đồng của chúng ta sống ở hải ngoại nên nghĩ lại cái con đường văn hóa mà cha ông chúng ta đã thực hiện. Trên thực hiện hiện nay các cộng đồng thì chúng ta chưa xây dựng được cái tinh thần văn hóa xứng đáng, là bởi vì văn hóa đơn giản lắm, đó là vấn đề là phải sống, phải ngôn ngữ văn hóa, đời sống văn hóa, đối xử với nhau cho văn hóa, cái đó là cái ý nghĩa. Chứ trên cái căn bản là ẩm thực và quần áo đó là đã đành rồi, nhưng mà cái vấn đề mà đối xử với nhau cho có cái tinh thần văn hóa Việt Nam ấy, là cái điều mà chúng ta phải gìn giữ. Chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng, hy vọng nhiều về nhân quyền tại Việt Nam và hy vọng nhiều về tinh thần văn hóa của người Việt hải ngoại. Dạ vâng, kính thưa với lại Niên trưởng, chúng ta biết đến nay đã là năm thứ 47 Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam. Nó đã dẹp đi một cái thể chế văn minh để một cái chế độ mọi rợ nó đang quản trị đất nước. Và 47 năm qua mặc dù là không còn tiếng súng nhưng mà không biết bao nhiêu người đang ở tù. Vì vậy cho nên đó, Tết năm nay đặc biệt tại thành phố San Jose chúng tôi nghĩ về Tết không phải là về văn hóa phong tục không, mà còn vấn đề là nghĩ về nhân quyền của đất nước. Mà nhiều người ở trong nước đó, vì đã dấn thân đấu tranh, thậm chí những đứa trẻ sinh sau năm 75 mà cũng dấn thân đấu tranh và đang ở tù. Vì vậy cho nên không gì mong hơn là một Việt Nam phải có dân chủ, nhân quyền và đặc biệt là duy trì được cái nền văn hóa phong tục của ông bà chúng ta để lại bao nhiêu năm, chứ không phải như là ông Bùi Hiền ông đòi đổi chữ được cái vân vân, hoặc là cái nếp sống văn hóa của miền Nam hay là cả nước Việt Nam ngày hôm nay đã bị mai một, đã bị băng hoại bởi cái chủ nghĩa cộng sản. Mà nhiều cái hình tượng đó là chúng ta thấy rằng cha hiếp dâm con, rồi ông hiếp dâm cháu hay là vân vân, rất là nhiều cái hiện tượng rất là tệ hại. Thì thưa Niên trưởng, nếu có lời gì đó nhắn gửi với lại tuổi trẻ, vì chúng ta không bao lâu nữa thì chúng ta cũng đi về với ông bà, thì nhắn với tuổi trẻ để làm duy trì được Việt Nam như là những anh hùng Nguyễn Trãi, Quang Trung, Lê Lợi đã làm, thì Niên trưởng sẽ nhắn điều gì để chúng ta không phải lệ thuộc vào Bắc Phương, thưa Niên trưởng? Chúng tôi đặt ra vấn đề là thế này, dân ở trong nước thì nhiều khi cũng chưa có tự do để biết Tết chính thức, nhưng ở ngoài này đó, thì chúng ta tìm hiểu, chúng ta có thể biết tất cả những công trình đấu tranh rất là cô đơn của những anh em, đa số là trẻ tuổi, đa số là những người đã sống sau cuộc chiến tranh Việt Nam, đã ra đời sau 75 mà bây giờ tiếp tục chiến đấu. Thì chúng tôi mong rằng là những tuổi trẻ ở hải ngoại tìm hiểu và có sự quan tâm cần thiết. Mà khi đã có sự quan tâm rồi, cũng giống như là cái cô Phạm Đoan Trang, cô ấy là người sinh ra sau cuộc chiến 75 và cô ấy đã được du học bên Mỹ, sinh quán tại Hà Nội, mà cô ấy trở về, cô ấy đem tinh thần tự do dân chủ và cô ấy đã chiến đấu trong 10 năm qua và cô ấy bị cái bản án là ở tù. Nhưng mà cái đó, đó là một cái gương rất là sáng, bởi vì bây giờ quý vị biết đấy, là tuổi trẻ của Việt Nam mà sang học ở bên Mỹ bây giờ là 21.000 người, bao nhiêu người được như là Phạm Đoan Trang, và cái tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại này thì biết bao nhiêu là chục ngàn người, bao nhiêu người tìm hiểu về Việt Nam để mà có thể đóng góp vào cái vấn đề xây dựng lại tự do dân chủ nhân quyền và xây dựng lại nền văn hóa chính ở ngoài này cũng như ở trong đất nước. Xin chân thành cảm ơn và ước mong cùng quý vị cầu nguyện cho một Việt Nam trong tương lai. Lê Điệp xin thân ái kính chào quý vị các bạn Facebook. Hiện giờ Lê Điệp đang ở History Park và cũng đang trước cửa Việt Museum đây. Và ngày thứ bảy này và chủ nhật này sẽ có một cái chương trình thật là quy mô, thật là hoành tráng, đó là hội chợ Tết văn hóa và nhân quyền được tổ chức bởi một nhóm thiện nguyện non-profit bất vụ lợi là Vietnamese American Cultural Foundation, và trưởng ban tổ chức đó là anh Lâm Hữu Đức, và phó ban nội vụ là anh Cao Hồng, phó ban ngoại vụ chị Hoàng Môn Thu, phó ban tài chính là Lê Điệp. Và bảo trợ là Lê Điệp, và có anh Hoàng Thưởng là ban nghi lễ và truyền thông,
có anh Đặng Long là phó ban về nội vụ và anh Bùi Định thì phó ban về Khánh Tiết, và còn có chị Nga là trong ban văn nghệ, và có em Andrew Nguyễn của San Jose Tech là một trong những các em trong ban tổ chức lo về các anh các thanh thiếu niên. Do đó là một cái ban tổ chức hoàn toàn thiện nguyện tổ chức cái buổi hội chợ Tết hai ngày 29 tháng Giêng là ngày thứ bảy từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều, khai mạc long trọng, có phát biểu của các dân cử và các mạnh thượng quân là đúng 11 giờ ngày thứ bảy cho tới 11 giờ rưỡi. Cho tới 12 giờ rưỡi. Còn bế mạc thì là ngày Chủ nhật từ 3 giờ cho tới 9 từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. 3 giờ sẽ có cái lễ bế mạc, và trong cái lễ bế mạc đó quý vị sẽ được rút số trúng quà. Quý vị vừa vô hoàn toàn miễn phí, vô cửa miễn phí rồi được trúng quà ngày bế mạc. Và cái ngày mà thứ bảy Chủ nhật thì có luôn cái cây lì xì để cho mấy em trẻ tới bốc cái lì xì, đều có tiền lì xì, trong đó có cái thì 1 đồng, có cái 2 đồng, có cái 3 đồng, tùy may mắn của mấy em nha. Và được bảo trợ bởi tiệm vàng Khải Toàn, và đặc biệt là chúng tôi có thi áo dài. Áo dài là đây là không phải là thi hoa hậu mà là thi áo dài truyền thống đẹp đó quý vị. Áo dài đó thì là không phân biệt tuổi tác, các em 5-6 tuổi biết đi biết nói, và các cô thanh thiếu niên, và là các cụ mà 70-80 tuổi, chúng tôi có một cụ già 74 tuổi cũng đã ghi danh vào thi áo dài luôn, và nam cũng được, nữ cũng được. Chúng tôi có tất cả là 6 người judge, nhà 6 người giám khảo, hoàn toàn chấm điểm vào cái áo dài đẹp, áo dài truyền thống, không nhất thiết là phải lè lẹt, mà hợp ý với ban giám khảo là mặc hợp với cái người đó, và cái người đó trả lời những cái câu hỏi khi vào chung kết, người đó trả lời những cái câu hỏi rất là đơn giản về Tết, thì là đó là sẽ determine nhất nhị ba, và 4, 5, 6 sẽ có giải an ủi. Và đó quý vị nghe được cái chương trình này, quý vị phải tới phải gọi và text cho Lệ Điệp ở số điện thoại 408-898-7150, 898-7150, text cái tên, số điện thoại, email, và cho biết quý vị nam hay nữ và bao nhiêu tuổi. Và cái bữa là cái giờ check in của mấy người thí sinh là 2 giờ trưa ngày thứ bảy, và đúng 3 giờ là chúng tôi bắt đầu thi. Nếu mà thí sinh nào tới trễ và là miss thì là chúng tôi là sẽ xin lỗi, và nếu quý vị ghi danh thì chúng tôi sẽ có số thứ tự cho quý vị, sẽ bắt đầu từ số 1 cho tới số 50. Chúng tôi chỉ nhận 50 thí sinh mà thôi. Đó là báo cho quý vị biết là cái ngày hội chợ Tết đang sắp đến rồi, và thí sinh hãy gọi cho Lệ Điệp nhanh lên. Và bây giờ Lệ Điệp sẽ cho quý vị view, và chúng tôi có tất cả trên 50 cái gian hàng, có gian hàng thực phẩm, có gian hàng bảo trợ, có gian hàng của dân cử, có gian hàng cây kiển, gian hàng hoa và gian hàng orchid, có những cái gian hàng bán thức ăn của bánh mì oven, gian hàng bán cà phê của Prima Cà Phê, gian hàng thức ăn của Pier 402, và có gian hàng có cái xe truck lên của Mễ và Mỹ. Sẽ hai chiếc xe truck là cung cấp những cái thức ăn cho quý vị, và có bầu cua cá cọp quý vị. Quý vị có thể đặt bầu cua cá cọp trong dịp Tết là từ 1 đồng tới 5 đồng. Và đặc biệt là có lô tô, có chương trình lô tô. Lô tô là live trên sân khấu. Một vé mà bán một lần là 5 đồng, mà ba cái ticket mà chỉ có 5 đồng, mà quý vị có cơ hội sổ tới lần 200 đồng tiền cash mỗi một lần sổ. Chúng tôi sẽ sổ bắt đầu từ thứ bảy 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ và 6 giờ. Chủ nhật thì chúng tôi bắt đầu sổ từ 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là chấm dứt sổ lô tô. Và đó là quý vị tới chơi nha, tới tham dự hội chợ Tết. Và quý vị biết cái chương trình này, quý vị nên share cho tất cả mọi người để biết, để mọi người tới tham dự. Bây giờ là ban tổ chức đang ráo riết chuẩn bị đặt những cái liều và đang trang trí những cái chỗ hội chợ để Lệ Điệp so cho quý vị view những cái cảnh tượng hôm nay nha. Và nếu mà quý vị tới đây đó, là trước hết là đúng 11 giờ chúng tôi có lễ chào quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Mỹ. Và tưởng niệm, và chúng tôi có lẽ ban tổ chức sẽ bái tổ tiên, sau đó là sẽ đoàn múa lân sẽ khai mạc chương trình, và sau đó là ông hội trưởng và mạnh thượng quân sẽ phát biểu ý kiến, sau đó sẽ là bắt đầu lân và vô chương trình văn nghệ luôn đó quý vị. Bây giờ mời quý vị tham quan. Đây là quý vị có cơ hội lại chiêm bái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, và quý vị có thể chiêm bái các vị tướng lãnh. Quý vị có thể tới vào cái Việt Museum để tham quan Việt Museum. Đây là cái lá cờ Mỹ Việt rất là to luôn quý vị. Và đây là phía ngoài, đây là cái gian hàng hội chợ của chương trình hội chợ văn hóa và nhân quyền nha quý vị. Đây là chỉ mới chuẩn bị thôi, Lệ Điệp muốn livestream để quý vị biết là ban tổ chức đang ráo riết chuẩn bị để chủ nhật này, thứ bảy chủ nhật này quý vị có một cái hội chợ thật là
linh đình thật là hoành tráng và thật là vui nhộn. Và chúng tôi có những cái trò chơi của trẻ em luôn, vào cửa hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Anh có cảm nghĩ gì? Bữa nay là mình còn có mấy ngày nữa tới hội chợ Tết rồi. Anh đang ở trên Facebook với tất cả đồng bào, mời đồng hương, mời anh có lời giới thiệu cho đồng hương và có lời mời đồng hương hôm nay. Dạ vâng, thưa tất cả quý vị đang theo dõi cái Facebook livestream của cô Lê Điền. Thì thưa quý vị, cũng còn có 2-3 ngày nữa là đến cái Tết Nhâm Dần tại cái History Park của thành phố Seroje. Chúng tôi có tổ chức một cái hội chợ Tết với cái chủ đề là văn hóa và nhân quyền. Thưa quý vị, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cái hội chợ Tết ở hải ngoại có lòng nghĩ về quê hương. Cho nên ngoài cái văn hóa để chúng ta duy trì cái phong tục văn hóa của cái người Việt chúng ta khi mà đã xa xứ, thì nó còn vấn đề chúng ta không quên rằng người ở trong nước vẫn đang dấn thân đấu tranh và họ đang bị tù tội vì họ muốn đấu tranh cho Việt Nam có dân chủ nhân quyền. Thì ở đây có một cái chương trình là với cái chủ đề là văn hóa và nhân quyền, thưa quý vị. Thì chúng tôi đã có mặt tại Việt Museum để ghi nhận những hình ảnh mà ban tổ chức đã chuẩn bị như thế nào. Thì kính thưa quý vị sẽ thấy là có hình ảnh cây nêu ở đây, rồi có những cái món ăn của Nam Trung Bắc, rồi và đồng thời đây là một cái hội chợ Tết vô vụ lợi hoàn toàn, chỉ có được là do cái sự bảo trợ của những mạnh thường quân, những người có lòng với lại cái cộng đồng người Việt tại đây. Thì chúng tôi nói như vậy bởi vì vào cửa hoàn toàn miễn phí, thưa quý vị, không có một cái gì hết. Rồi ngoài ra chúng tôi cũng có những cái trao những cái bao lì xì cho các cháu, rồi cũng có những cái phần mà giới thiệu về cái phong tục văn hóa của người Việt chúng ta với những cái hình thức cổ truyền như là viết phương pháp, như là sinh sâm, như là những cái tục lệ, những cái điều nên và không nên trong cái ngày Tết vân vân. Thì để cho cái thế hệ những người trẻ sinh tại đất nước Hoa Kỳ này họ hiểu được và gìn giữ được cái văn hóa phong tục của người Việt chúng ta. Thưa quý vị, một cái điều rất là hãnh diện là chúng ta thấy rằng mặc dù rằng cái Tết không riêng của người Việt, có người Tàu, có người những người Á Châu vân vân, nhưng đặc biệt là hầu như năm nào thành phố Seoul cũng nổ ra cái vấn đề là hội chợ Tết của người Việt. Và đó là điều mà chúng ta muốn nói lên cái tiếng nói của một sắc dân và người thiểu số nhưng vẫn duy trì được tập quán phong tục ở đây. Thì chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị hoặc là những bà con có mặt ở tại thành phố San Jose hay những vùng phụ cận thì hãy đến với hội chợ Tết để chúng ta nói được với con cháu chúng ta về cái văn hóa của phong tục. Và ngoài ra chúng ta cũng thấy được những hình ảnh của những người đấu tranh mà hiện giờ họ đang ở tù, để chúng ta có một tiếng nói rằng chúng ta đồng tình ủng hộ cái hoạt động đấu tranh của họ. Và trong cái Tết Nhâm Dần này mong một điều là Việt Nam phải được có dân chủ nhân quyền để mà chúng ta không phải lệ thuộc vào cái tình trạng mất nước do cái sự lệ thuộc của Bắc Phương, và chúng ta cũng sẽ không thể nào để cho cái đời con cháu chúng ta phải giống như những anh em thanh niên của người Tây Tạng phải tự thiêu để giành vườn độc lập cho đất nước mình. Vâng, đó là cái tôi rất là mong chúng ta là những người Việt xa xứ nhưng không quên cái Tết cổ truyền, xin cả gia đình từ ông bà cha mẹ đến con cháu dự cái hội chợ Tết văn hóa và nhân quyền để chúng ta nói được cái tiếng nói của người Việt chúng ta đây, chứng tỏ cái sức mạnh của cộng đồng người Việt. Cái điều đặc biệt chúng tôi nói rằng đây là hội chợ Tết mà rất đặc biệt ở cái điểm rằng thường thường những người dân cử họ đến đây họ được chỉ phát biểu thôi để mà họ nói về họ, nhưng mà hôm nay đặc biệt là chính những người dân cử đến đây họ cũng là những nhà bảo trợ cho hội chợ Tết này. Và đó là cái điều chúng ta thấy là sức mạnh của người Việt, họ không phải đến nói để họ đòi là thiếu không, mà họ phải có bổn phận đóng góp vào những cái hoạt động của cộng đồng người Việt. Và đó là điều hãnh diện của cộng đồng người Việt chúng tôi, mà chúng tôi xin hân hạnh được nói với quý vị như vậy để chúng ta thấy được rằng mỗi một người một bàn tay thì chúng ta sẽ làm được nhiều điều nữa, chứ không thể nào để rằng một cái thành phố mà trên 1/10 cái dân mà lại hiện nay không có một dân cử người Mỹ gốc Việt nào. Nhưng mà hội chợ Tết này với sự tham dự các vị dân cử người Mỹ gốc, người Mỹ tại đây, và họ phải đến không phải để nói không mà phải bảo trợ cho cái hoạt động này, thì điều đó chứng tỏ rằng họ đang cần chúng ta, và chúng ta còn phải có những thứ đó mạnh ra nữa trên cái nghị trường của COJ. Dạ, cảm ơn anh Nghệ Lưỡi nhiều. Và quý vị nhìn thấy đây là cũng là trong cái khuôn viên, đây là của Việt Museum cũng đang ráo riết để mà trang trí rất là đẹp.
và quý vị thấy cái lá cờ Việt Nam và lá cờ Mỹ rất là lớn luôn tại đây. Và đây là những cái liều đang chuẩn bị sắp lên quý vị. Trên 50 cái liều, và mấy anh em đang đang ráo riết để mà trình bày, để mà sắp xếp những cái liều chưa có hoàn thành, nhưng mà Điệp nghĩ là thứ sáu này sẽ hoàn thành, và tất cả những cái gian hàng họ sẽ tới nhận gian hàng. Anh Cao Hồng Anh, anh đăng trên Facebook, anh nói vài lời để mà mời quý vị đồng hương đi. Dạ, thưa tôi Cao Hồng, xin mời quý vị đồng hương tới để cùng tham dự hội chợ Tết cuối tuần này. Dạ, chúng tôi đang, anh em tất cả đều tích cực đang lo lắng để mình set up tới cái lều cho quý vị trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng cái sự đón nhận của quý vị đồng hương tới đây để cùng chung vui Tết với chúng tôi tại History Park. Thank you. Dạ, anh Cao Hồng cũng là phó trưởng ban nội vụ của ban tổ chức Vietnamese American Culture for Baptist và Vietnamese American Culture Cultural Foundation. Cảm ơn anh Cao Hồng. Và Lê Điệp sẽ tiếp tục đi tới chỗ mấy anh đang làm việc đây. Quý vị thấy cái liều đang dâng lên từ từ, và bảo đảm là thứ sáu này là sẽ hoàn tất, và quý vị có thể tới để mà nhận cái liều. Trước hết là đây cũng là anh Long Đặng, là cũng là phó trưởng ban về nội vụ và lo đủ thứ luôn. Anh Long ơi, anh đang làm gì hiện giờ? Anh đang trên Facebook nè, anh đang nói chuyện với đồng bào đi. Kính chào mọi người trên Facebook. Long đang dựng cái lều Bắc Trung Nam rồi. Wow, thấy không quý vị? Đây là tất cả những người trong ban tổ chức đều đang lo dựng liều, và có mấy anh đang phụ tiếp ở đây. Đây đây là những liều, và đang anh Long Đặng là cũng là phó trưởng ban của ban tổ chức, và ảnh đang ráo riết để dựng cái liều Bắc Trung Nam. Đó là cái văn hóa của miền Bắc, miền Nam, miền Trung, là chúng tôi sẽ có cái liều Huế, Sài Gòn và Hà Nội quý vị. Đây là quý vị thấy không, Đại Điệp đang quát quý vị tru, cái này là chưa xong nha quý vị. Đây chỉ mới sơ khởi thôi, chưa có hoàn thành nha. Đó là quý vị thấy cái liều và cái đường đi chúng ta, và chúng ta còn cái liều của Bắc Trung Nam nữa. Do đó là quý vị khi mà nghe được Lệ Điệp livestream trong cái chương trình này, thì quý vị hãy share và mời tất cả bạn bè cùng tới tham dự nha quý vị. Nhất là phải các cô là phải gọi điện thoại cho Lệ Điệp để ghi danh thi áo dài truyền thống. Và áo dài truyền thống được bảo trợ bởi tiệm vàng Hưng Phát, có 3 giải. Giải nhất là $300, giải nhì $200, giải ba là $100, còn giải tư, giải năm, giải sáu là giải an ủi. Chúng tôi chỉ nhận 50 thí sinh thôi, và nếu mà đủ 50 thí sinh rồi chúng tôi sẽ không nhận nữa. Nếu mà quý vị muốn ghi danh liền thì gọi cho Lệ Điệp hoặc tách vô cho biết tên, tuổi, email và số điện thoại, thì là chúng tôi sẽ ghi danh cho quý vị. Và cái giờ quý vị check in, thí sinh check in đó là 2 giờ ngày thứ Bảy 29 tháng Giêng. Check in và đúng 3 giờ là chúng tôi sẽ bắt đầu thi. Sẽ có 6 giám khảo. Những người giám khảo đó không liên quan tới ban tổ chức. Những người giám khảo đó là những nhà mạnh thường quân bảo trợ cho chương trình. Và sẽ có 3 giám khảo nam và 3 giám khảo nữ để mà chấm điểm, mà không phải là thi sắc đẹp si hoa hậu nha quý vị. Đây là thi áo dài đẹp truyền thống. Do đó gì phải gọi cho Lệ Điệp ngay tức khắc để ghi danh. Chúng tôi được biết trong ban tổ chức là đã ghi danh được gần 30 em rồi, chỉ còn khoảng 20 em nữa thôi, hay là 20 anh chị, hay là cháu, hay là bác, là còn 20 người nữa thôi. Mà nếu chúng tôi còn dư thì ngày hôm đó quý vị tới ghi danh tại chỗ, nếu còn đủ, còn chưa đủ 50 người. Còn nếu đủ 50 người rồi là chúng tôi sẽ khóa sổ, vì chúng tôi chỉ muốn chọn 50 em thí sinh mà thôi, người nào nghe được trước. First come, first serve. Một lần nữa là Điệp xin trân trọng kính mời quý vị cùng tham dự hội chợ Tết 2 ngày 29 và 30 tháng Giêng này, tức là thứ Bảy Chủ Nhật tuần này, từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Và 7 giờ tối và đúng 11 giờ là sẽ khai mạc. Khai mạc đó là có các nhà dân cử, có ban tổ chức, và có múa lân, và là có phát biểu ý kiến của mạnh thường quân. Và sau đó là chúng tôi sẽ bắt đầu vào cái chương trình văn nghệ, và chúng tôi sẽ bế mạc cái buổi khai mạc lúc 12 giờ rưỡi. Đoàn lân sẽ tiếp tục múa và sẽ biểu diễn rất là xuất sắc, đó là đoàn lân Phoenix. Sau đó là văn nghệ sẽ tiếp tục cho đến 7 giờ tối. Mỗi một tiếng chúng tôi sẽ có sổ lô tô live, và chúng tôi có bầu cua cá cọp nha quý vị. Xin mời quý vị đến tham dự. Một lần nữa Lệ Điệp xin cảm ơn và trân trọng kính mời. Xin quý vị hãy liên lạc Lệ Điệp vào 408-898-7150, 408-898-7150. Trân trọng kính mời và cảm ơn quý vị.